Học còn nhớ ba Thích quá ta Xin chào các bạn Các bạn đã học xong bài kanji số 1 cùng với thầy Dũng rồi đúng không nào Các bạn đã nhớ được ba chữ hán đầu tiên chưa Hay Và trong buổi kanji số 2 này của chúng ta Chúng ta sẽ cùng nhau học ba chữ hán Đó là ba chữ miễn, vãn và chữ giật nhá Đầu tiên thì các bạn hãy cùng nhau nhìn xem ba chữ hán này có đặc điểm nào chung không nhỉ Các bạn có nhìn ra không rất là đơn giản đúng không? Cả ba chữ Hán ngày hôm nay của chúng ta thì đều có chữ gì đấy? Chữ miễn, đúng không? Vậy thì chữ miễn này nó như thế nào, nó có nghĩa ra sao? Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chữ miễn trước nhá Chữ miễn này thì nó có nghĩa là tránh này, thoát khỏi Và ngoài ra nó còn là kanji của chữ gomen là xin lỗi nhá Và chúng ta sẽ dùng nghĩa xin lỗi để cùng nhau phân tích cách nhớ của chữ miễn này Đầu tiên nhá các bạn hãy nhìn ở phía bên trên này các bạn có thể hình dung ra nó là chữ gì không? Chữ katakana Chữ cự, đúng nào? Cự Nhá, chúng ta sẽ hình dung nó là chữ cư đã này Tiếp theo ở phía bên dưới này Chúng ta sẽ coi nó là một chữ nhật Chữ nhật nhá, nhật nằm ngang Nhật như thế này đúng không? Bây giờ nó nằm ngang ra nhá Rồi ở phía bên dưới Phía bên dưới này nó là bộ nhân Nhân đi nhá, nhân đi rồi, vậy thì cách nhớ của chữ này sẽ như sau Cứ này Cứ Ngày ngày Đi đúng không? Đi đâu? Đi xin lỗi nhá Cứ nhá Cứ ngày ngày Đi xin lỗi Đó là cách nhớ của chữ chữ miễn đầu tiên nhá Thực ra thì cái chữ này chắc hẳn là các bạn khá là quen thuộc trong một chữ khác mà các bạn đã từng học rồi Các bạn có nhớ không? Chữ gì nhỉ? Cũng là miễn trong từ Bên kiệu thì các bạn có thể nhớ luôn qua cái từ này cũng được nếu mà có thể còn không thì chúng ta sẽ nhớ theo cách vừa nãy nhá rồi tiếp theo chúng ta sẽ từ chữ miễn với nghĩa là xin lỗi này để phân tích cách nhớ của hai chữ tiếp theo chữ số 2 đó là chữ vãn chữ vãn này thì vô cùng vô cùng là quen thuộc rồi chắc hẳn là tất cả các bạn đều biết rồi đúng không chữ vãn này với nghĩa là gì nhỉ tối đúng không nào tối nhá bên phải của nó chính là chữ à, chữ gì nhỉ? chữ miễn vừa nãy chúng ta vừa học xong với nghĩa là xin lỗi nhá phía bên trái ở đây người ta chỉ thêm một bộ đó là bộ nhật chữ nhật đúng không với nghĩa là ngày hoặc là mặt trời nhá cách nhớ sẽ như thế nào ban ngày này làm gì xin lỗi đúng không xin lỗi đến tận đến tận đêm đến tận tối nhá lại nhá ngày đã đi xin lỗi rồi đó ngày đã đi xin lỗi rồi mà đến tận tối vẫn chưa xong Xin lỗi đến tận tối, đúng không nào? Hay, đó là cách nhớ của chữ số 2, chữ vãn Tiếp theo chúng ta đến chữ số 3 Là chữ giật Chữ này thì chắc hẳn là sẽ hơi xa lạ với các bạn đúng không? Chữ giật nhá Chữ giật này thì sẽ có nghĩa là lảng tránh hay là lệch Còn một nghĩa nữa đó là lạc mất Bị lạc, lạc mất nhá Chúng ta sẽ sử dụng nghĩa cuối cùng là lạc mất ai đó Để cùng nhau phân tích cách nhớ của chữ này Ở phía bên trong chúng ta đã có vẫn là chữ miễn với nghĩa là xin lỗi nhá phía bên ngoài bộ gì đấy các bạn bộ xước xước nhá với nghĩa là chúng ta sẽ hình dung cái bộ này với nghĩa là gì nhỉ đi trên đường đi trên đường nhá rồi cách nhớ của chữ này sẽ như sau xin lỗi đã này tại sao lại phải xin lỗi nhỉ bởi vì đi trên đường mà lại làm lạc mất em hai đứa đang đi với nhau đúng không mà lại để lạc mất cô người yêu đằng sau, lạc mất lúc nào không biết. Nhá. Xin lỗi này. Xin lỗi vì đi, đi trên đường mà lại làm lạc mất em. Nhá. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cách nhớ của ba chữ Hán ngày hôm nay. Ở phần tiếp theo chúng ta có một phần đó là phần ôn tập cách nhớ. Phần ôn tập cách nhớ này chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 5 giây. Các bạn hãy tương tác trên màn hình nhé, chọn một đáp án đúng trong bốn đáp án ở trên đây. Câu hỏi đầu tiên, chọn hai bộ có trong chữ vãn, tức là hai bộ nào tạo thành chữ vãn nhé. Chúng ta có bốn đáp án, các bạn hãy lựa chọn đáp án đúng nhé. Hãy, các bạn đã chọn được đáp án chưa? Đáp án số mấy nhỉ? Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số số 1 nhé ngày đúng không? Đi xin lỗi Đúng nhá, ngày đi xin lỗi Đến tận, đến tận tối được chưa? Các bạn đừng nhầm nhá Đây là chữ gì nhỉ? Chữ ido trong màu sắc Thế nên là các bạn đừng nhầm nhá Còn đằng trước chữ vãn thì không thể nào chữ nguyệt được Không thể nào là chữ nguyệt được rồi, đúng nào ấy câu số 2 Xin lỗi vì đi trên đường 3 chấm 1. Đi ẩu hai là nói dối ba là ăn trộm và cuối cùng là để lạc mất em ok đáp án của chúng ta là đáp án số chính xác đáp án số 4 rồi đúng không xin lỗi làm sao nhỉ xin lỗi vì đi, đi trên đường mà để lạc mất em ý nghĩa lạc mất nhá ok đầu tiên sẽ là chữ miễn Chữ miễn sẽ có hai âm cân đó là manu kareru và manu mà -ka Manu kareru đầu tiên sẽ là một tha động từ với nghĩa là tránh hay là né. Tiếp theo manu gareru sẽ là một tự động từ với nghĩa là tránh được cái gì đó nhá. Âm -ôn là men. Tiếp theo sẽ là phần từ vựng, chúng ta sẽ có một số các từ vựng như trên đây. Đầu tiên, chữ này sẽ đọc là gì nhỉ? Dùng âm ôn để ghép lại nào. Minh <laughs> kiểu đúng không? Minh kiểu thì chính là cái bằng bằng nhá. Minh kiểu siêu tốc cử có nghĩa là gì nhỉ? Giành được lấy được. Thì ở đây cụm này sẽ có nghĩa là thi được bằng nhá. Rồi tiếp theo từ số 2 các bạn hãy đọc nào. Thì nhỉ? Menze ten nhá. Menze thì có nghĩa là miễn thuế. Tên là cửa hàng đúng không? Thì menze ten chính là những cái cửa hàng mà được miễn thuế. Hay, ok từ số 3 từ này sẽ đọc là men eki RYOKU men eki là miễn dịch nhá thêm cự vào nó sẽ là cái khả năng miễn dịch vậy thì cụm này sẽ là gì nhỉ? men eki RYOKU O được là tăng cường cái khả năng miễn dịch ok cuối cùng cụm này sẽ đọc là men kyo sho men kyo sho cũng là bằng đúng không ô phân chia phân nó chính là cái việc đánh mất là mất vậy thì cụm này sẽ là Hay là làm yeah. 免許を取得した免許を取得した免税店,免,税店免疫力を高める免疫力を高める免許証を紛失した <t 140> bước sang chữ số 2 là chữ vãng từ này thì vô cùng vô cùng quen thuộc rồi đúng không đầu tiên là chúng ta sẽ không có âm cân và chỉ có âm ôn là bằng từ vựng như sau không thể nào không đọc được được rồi từ này đọc là mai bang nữa mai Bang bình mai bang chính là hàng tối hàng tối thì học tiếp theo cụm này là

đầu tiên là số tự là một tự động từ nhé số tự thì sẽ có nghĩa là sai lệch sai lệch thì có thể là sai lệch về hướng đi sai lệch chủ đề hay là tránh cái gì đó tiếp theo là số đa sự là một tha động từ là trốn tránh hay là lảng khỏi cái gì đó chưa nhỉ số 3, hà gư tự thì là mang một nghĩa hơi khác một chút nó sẽ là mất dấu hay là lạc mất nhé cuối cùng âm ôn là ít từ vựng đầu tiên chúng ta sẽ có từ này đọc lá ghép âm ôn lại nào Itzu dai đúng không it's dai nói về một cái khả năng nổi bật một cái tài năng nổi bật vậy thì cụm này là gì nhở Hercules thì no dài cụm này sẽ có nghĩa là uh, một cái tài năng nổi bật một cái nhân vật nào đó đúng không mà một trăm năm mới gặp được một người, trăm năm mới có một người giỏi, tài giỏi như thế, nhá. Tiếp theo, Hanashi à ga, chị nhở, itzudatsu, itzudatsu suru có nghĩa là sai lệch hay là chỉnh mảng. Vậy thì cụ Hanashi à ga itsudatsu suru sẽ có nghĩa là cái câu chuyện thì nó bị, nó bị lệch đi hướng khác, nhá. 100 Cuối cùng chúng ta còn một phần nữa đó là phần phân biệt chữ Hán. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cả ba chữ Hán ngày hôm nay thông qua một từ vựng. Đó là từ men dệ với nghĩa là miễn thuế. Các bạn có 3 giây để lựa chọn đáp án đúng nhé. Hãy, các bạn đã lựa chọn được đáp án của mình chưa? Đáp án số mấy nhỉ? Miễn thuế có chữ miễn thì chúng ta phải tìm chữ miễn. Vậy thì chữ nào mới là chữ miễn đúng không? Đáp án số 2 đúng không nào? Đáp án số 2 nhé Ok, đáp án số 1 là chữ gì các bạn nhỉ? Chữ giật trong từ tránh, sai lệch hay là làm mất đúng không? Xin lỗi vì trên đường đi đã làm mất à, làm lạc mất em đúng không? Rồi. Chữ số 3 là chữ vãn. Chữ vãn thì nghĩa là buổi tối đúng không? Ngày xin lỗi rồi, ngày xin lỗi đến tận đến tận tối luôn. Ok. Đấy, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ba chữ Hán ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng lần sau nhé. Bye bye.